Làm thế nào để đạt được bất cứ điều gì mà các bạn mong muốn? Làm thế nào để biến mọi ước mơ thành hiện thực? Đó là hãy hành động. Hành động là cầu nối giữa những ước mơ của các bạn thành hiện thực. Hành động sẽ biến những ước mơ trong tâm trí của bạn trở thành vật chất trong cuộc sống. Nếu các bạn có những ước mơ, những mục tiêu, dù đẹp như thế nào, dù vĩ đại như thế nào, nhưng nếu các bạn không hành động, thì nó sẽ trở thành những đám khói và nó sẽ biến mất theo thời gian. Vì vậy, các bạn hãy hành động. Hành động ở đây là hành động hướng đến mục tiêu, hành động kiên trì, hành động đầy quyết tâm và nỗ lực, hành động có kỷ luật. Và nếu như mục tiêu của các bạn quá lớn so với hiện tại, thì các bạn hãy chia mục tiêu của mình thành những mục tiêu nhỏ và các bạn hãy hành động. Những mục tiêu nhỏ ấy thành những hành động nhỏ. Người ta thường nói góp gió thành bão. Những hành động nhỏ sẽ tạo thành những hành động khổng lồ và nó sẽ biến những mục tiêu của các bạn dù có lớn đến đâu thì các bạn cũng sẽ hoàn thành. Ví dụ, nếu các bạn muốn có sức khỏe thì hãy tập luyện, hãy đến ngay phòng gym để tập luyện, để có sức khỏe. Hãy từ bỏ ngay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe. Nếu các bạn muốn trở nên giàu có thì các bạn hãy hành động hướng đến sự giàu có. Nếu các bạn muốn có một ngôi nhà mà mình mơ ước thì hãy hành động để biến điều đó thành hiện thực, vân vân. Vì vậy, hành động là yếu tố quyết định để biến mọi thứ trong tâm trí của chúng ta trở thành hiện thực. Chúc các bạn thành công!